chào đón bạn Bảo Hân với tiết mục Tiếng Trống Mê Linh. Con xin chào quý vị khán giả, con tên là Nguyễn Ngọc Bảo Hân, năm nay con 12 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Con thương ông ngoại, bà ngoại với lại mẹ, con làm gì cũng nghĩ tới hai người đó hết. Thì mẹ con á, là đang có một cái bệnh trong người, thấy thương mẹ, con rất là lo cho mẹ con. Và tại vì con nghe người ta nói là cái bệnh của mẹ con là bệnh tim, nên con phải bán nhà để kiếm tiền chữa bệnh. Nguyện vọng của mẹ con á, là muốn cho con trở thành một người nổi tiếng. Con quyết tâm là sẽ hát thật hay và tham gia các cuộc thi để làm cho mẹ con vui. Trong cuộc sống của con thì mẹ của con và ông bà ngoại là quan trọng nhất. Con nuôi cháu từ lúc trong bụng mẹ ra cho tới nằm nhà thương ẵm về, là cô nuôi cho tới ngày hôm nay làm cháu 12 tuổi. Mà cha không có nhìn, cha bỏ từ năm 2 tuổi tới bây giờ. Cái niềm đam mê đó cháu ước quá trời. Ngày nào quá hả mà cô Cẩm Ly mà ra cái đĩa nào là mua cái đĩa đó. Đó, rồi nói con ước là được hát như vậy đó. Bởi vậy cho nên giờ thấy bé nó đam mê quá, cô mới nói với lại mẹ của cháu, nói thôi giờ dù thế nào đi nữa mình cũng cho nó đạt được cái ước mơ của nó. Sự lựa chọn mà cô Út cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì nhìn Bảo Hân còn nhỏ lắm
mà cô Út không nghĩ là con lại chọn ca khúc này để trình diễn, một bài hát mà chúng ta đã được nghe trong vở cải lương Tiếng Trống Mê Linh. Bây giờ thì mình sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo nha. Dạ, xin mời cô Thu Hiền ạ. Cô có nhận xét về phần biểu diễn của cháu là rất là chững chạc. Cô cũng có cảm giác là đây trong một cái vở cải lương thì cái này mình không thể nói là ca khúc mang màu sắc dân gian được, mà cái này nó hơi bị gọi là đặc biệt một tí, nhưng mà cô thì cô thấy thích, đây nó cũng là một cái lạ. Cô thích là con yên tâm rồi. Thì bà Thu Hiền đã rất là thích tiết mục này của con vì cái sự độc đáo, nó lạ mà con đã thể hiện. Cô hồi nãy cô thấy cái tựa của cái bài hát cô cũng thấy hơi bất ngờ. Tức là thường không có ca sĩ nào tách riêng bài hát này ra để mà trở thành một cái tiết mục đơn lẻ như vậy. Cái này nó là cải biên và nó cũng rất là đặc thù. Cái điệu bộ của nó rất là khó nha con. Cái này là mình phải để ý kỹ hơn. Lần thi này là cái phần mà giống như mình chào đầu, cho nên là cô chú cũng không bắt bẻ gì nhiều. Nhưng mà nếu mà đã mà chọn những cái bài như thế này thì rất là phải kỹ những cái điệu, cái bộ của nó, những cái tay đưa ra đưa vô. Bây giờ sẽ là phần công bố kết quả mà ban giám khảo dành cho bé Bảo Hưng. Không biết là đèn xanh hay là đèn đỏ đây. Nếu là đèn đỏ thì có nghĩa là bạn Bảo Hưng của chúng ta sẽ dừng chân ở đây. Còn nếu là đèn xanh thì có nghĩa là bạn ấy sẽ bước tiếp vào vòng tiếp theo của chương trình Thần Tượng Tương Lai. Hãy cùng chờ đợi trong một vài giây nữa để biết được sự lựa chọn của ban giám khảo dành cho bạn Bảo Hưng. Diễn chứng trà. Tại sao mình khóc nè? Mình được chọn mà. Con vui quá hả hay sao? Nói cô nghe. Dạ tại vì con vui. Vui mà sao con lại khóc? Tâm lý ngược đó chú. Buộc hỏi tại sao con khóc. Con không sao, cô hiểu mà. Đôi khi có những cái kỳ vọng mà các bạn khi mà đến với sân chơi này muốn là mình có thể làm được nhiều điều. Và bạn Bảo Hưng đã làm được ít nhất là ở vòng đầu tiên này thì con đã làm được điều mình muốn rồi. Mình muốn đi tiếp và mình đã làm được điều đó rồi. Thôi bây giờ mình khóc vậy là đủ rồi. Mình sẽ cười nha. Được không? Nào cười cho xin nè. Dễ thương mà. Chúc mừng Bảo Hưng. Hẹn gặp lại con ở vòng thi tiếp theo nha. Dạ cảm xúc của con rất là vui và hạnh phúc khi mình được bước vào vòng kế tiếp. Dạ, khi mà hát bài hát của con thì con nghĩ đến mẹ của con. Tại vì bài hát này là do mẹ con chọn cho con. Cho nên là con không có nghĩ đến ai hết. Con chỉ có nghĩ đến mẹ của con là con có thể hát cảm xúc được. Dạ, cô Cẩm Ly nhận xét của con là con còn phải xem kỹ lại giọng hát của con và những cái động tác của con diễn. Rồi, những cái nốt chữ của con thì con thấy nó hơi bị không có tròn. Cho nên cô nhận xét con là về nhà phải tập kỹ lại hơn nữa. Và cô cũng nghe những cái nốt, những cái chữ mà con hát tròn. Dạ, trong cuộc thi sắp tới thì con sẽ cố gắng chọn bài cho phù hợp. Và sẽ tập kỹ lại hơn nữa. Và con sẽ sửa những cái lỗi mà cô Cẩm Ly đã chỉnh lại cho con.